Làm sao mà có thể tin được cái con chổng phao câu lên trời, hai mắt lồ lộ và cái mồm há hốc này lại là con cá ngựa vằn nhỏ xíu kia? 8 con vật mới đẻ có hình thù vô cùng kỳ lạ. Chào mừng các bạn đã đến với channel Chị Bánh Xèo. Nhưng mà các bạn ơi, hôm nay thì chị Bánh Xèo bận đi bán bánh xèo rồi, cho nên là hôm nay mình sẽ ngồi đây và thấy chị Bánh Xèo tiếp chuyện với các bạn nha. Con người chúng ta luôn luôn có niềm yêu thích với những thứ dễ thương, nhỏ nhắn, ví dụ như là chó con hay là mèo con. Tuy nhiên, đảm bảo với anh em luôn là anh em chỉ cần nhìn thấy con vật sau đây thôi thì sẽ liền ớn lạnh. Chó con, mèo con thì trông dễ thương đấy, nhưng mà anh em có biết là những cái con vật sau đây nó được sinh ra có cái hình thù kỳ dị đến mức nào không? Thôi, nói nhiều thì mất hứng, mời anh em cùng trải nghiệm. Một, cóc. Chắc chắn là trong đời của chúng ta, ít nhất là một lần chúng ta đi ra vũng nước mưa và ngồi vọc nòng nọc. Lúc đó chúng ta cứ nghĩ nòng nọc dễ thương và cute lắm. Nhưng mà bây giờ, để tôi lấy cái kính hiển vi ra soi cho anh em cận cảnh cái bộ mặt khả ố của nòng nọc, xem là anh em còn thấy dễ thương không nữa nha. Nòng nọc sẽ phát triển thành cóc, ếch, nhái. Chúng được sinh ra theo một ổ, rồi sau đó ăn rong rêu và cây cỏ để lớn lên. Một số loại nòng nọc thì ăn tạp và có thể ăn cả nòng nọc nhỏ hơn. Lớn lên thành động vật lưỡng cư, có khi xấu, có khi đẹp. Nhưng lúc nhỏ thì thôi, miễn bàn, xấu không còn đường nào để mà chê được nữa. 2. Gấu trúc. Loài động vật đứng thứ hai trong danh sách này chính là quốc bảo của Trung Hoa, vừa ngáo lại còn vừa hung dữ. Chắc là các bạn xem video nhiều thì các bạn cũng biết. Mà tại sao nó được xem là quốc bảo? Tại vì nó là một loài động vật có tỷ lệ sinh sản rất thấp và lượng con non sinh ra cũng rất ít. Và nếu như bạn tò mò xem là tại sao chúng xấu như vậy mà lại được xếp vào trong danh sách này thì đây, xin mời. Chúng là không xấu nhưng mà không giống một loài khỉ chụp hình trắng đen tí nào, vì rõ ràng là chúng có màu. Chưa kể còn nhỏ xíu, có mỗi một lạng. Bảo sao lúc có mẹ có bầu mà nhìn chả khác gì bình thường. Chắc chắn là vì con quá nhỏ chứ không phải là do mẹ quá mập. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Mất 6 tuần để con non mở mắt, 3 tháng để chúng bắt đầu biết bò, và 9 tháng sau chúng mới trở thành động vật trắng đen như vậy nè. 3. Thú lông nhím. Nếu như trên đời này có loài vật nào sở hữu nhiều thứ kỳ quặc nhất thì xin trao vị trí đó cho thú lông nhím, với tên gọi chính xác là Echidna. Echidna có bộ phận sinh dục khá là dị. Bên cạnh đó, nó còn là loài động vật có vú duy nhất đẻ trứng thay vì sinh con, và đẻ con ra thì không giống bố mẹ chút nào. Có khi nào giống ông hàng xóm không ta? Thú lông nhím sơ sinh không hề có sợi lông nào, chứ đừng nói là như nhím. Chúng sạch sẽ, láng cống và trông y chang như một con thú mỏ vịt. Thường thì sau khi được sinh ra, thú mỏ vịt con sẽ nằm trong túi mẹ, ăn sữa mẹ, và vào khoảng 40 đến 55 ngày sau thì nó sẽ chui ra. Cứ vài ngày là thú mẹ sẽ đến hang cho con ăn một lần. Từ từ khi dứt sữa mẹ thì chúng sẽ tự đi kiếm ăn. 4. Cá giọt nước. Có thú xấu nhất thì cũng phải có loại cá xấu nhất. Loài này mà tranh đứng thứ hai thì chẳng có loài nào dám đứng thứ nhất. Ở trên cạn thì có cá sấu chúa, và xin giới thiệu với toàn thể anh em thị nợ của giới hải sản, cá giọt nước. Loài cá giọt nước này không hề có bất kỳ mô cơ nào, vì vậy mà cơ thể chúng lúc nào cũng phồng lên, nhỏ nhẹp, nhấp nháp và trông chả khác gì Ditto trong Pokemon. Con trưởng thành hay con sơ sinh gì cũng đều có ngoại hình giống nhau, xấu ma chê quỷ hợp, xấu đau lòng cái nhân loại. Tuy nhiên, đây chỉ là vẻ ngoài của cá giọt nước khi chúng bị đem lên cạn, chứ ở dưới nước có áp suất cao thì chúng cũng chỉ giống những con cá bình thường thôi, không xấu đau xấu đớn đến thế này đâu. 5. Cá mập ma. Cá mập ma, tên tiếng Anh là Elephant Shark, dịch ra tiếng Việt là cá mập voi, nhưng cá mập voi tên tiếng Việt lại là một loài cá mập khác. Cá mập ma Úc là một loài cá kỳ dị xuất hiện ở các vùng biển quanh nước Úc, có ngoại hình vô cùng khác biệt so với các anh em cá mập khác của mình. Mũi của chúng mọc dài đến như cái vòi, và chúng dùng cái vòi đó để săn bắt con mồi dưới cát. Nếu như bạn cảm thấy ngoại hình con cá mập này là chưa đủ làm bạn bất ngờ thì xin mời chọc cá mập con, hay đúng hơn là trứng của chúng. Trứng cá mập nhìn không khác gì một cái tàu vũ trụ ngoài hành tinh, mặc dù chưa kịp nở ra cá mập con, nhưng chỉ cần nhìn hình dạng tuy trứng thôi cũng đoán được là cá mập ma con xấu đến mức nào rồi. 6. Cá ngựa vàng. Cá ngựa vàng, nhiều nơi còn gọi là cá sọc ngựa, có tên tiếng Anh là Zebra Daniel, là một chi nhỏ trong họ cá chép Cyprinidae, vốn là loài cá nước ngọt. Chúng có vẻ ngoài với những sọc vàng trông rất giống ngựa vàng và nhìn cũng khá là đáng yêu. Tuy nhiên, bảo đảm là bạn sẽ phải đội nón bảo hiểm vì Bánh Xèo sắp sửa cua thật gắt với vẻ ngoài khi còn sơ sinh vô cùng khác biệt của chúng đấy. Đây, mời các bạn nhìn, làm sao mà có thể tin được cái con chổng phao câu lên trời, hai mắt lồ lộ và cái mồm há hốc này lại là con cá ngựa vàng nhỏ xíu kia. Nói con này là con của con cá ngựa thì tôi còn tin được hơn ấy chứ. Nhưng chỉ khoảng một tuần hoặc một vài ngày sau là chúng sẽ sinh sản ngay. 7. Vẹt Kier. Có một loài vẹt có thể đánh giá được rủi ro và những chuyện xấu có thể xảy ra để giúp chúng có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp. Đó là vẹt Kier, một loài vật đang bị đe dọa ở New Zealand và là loài vẹt núi cao duy nhất trên thế giới. Các nhà khoa học đánh giá vẹt Kier có chức năng trí não và tổ chức suy nghĩ tương tự với loài người. Ngoài trí thông minh thượng thừa ra thì vẹt Kier còn có vẻ bề ngoài cực xịn với lớp lông phủ màu xanh xám, nhưng khi giang cánh ra thì bên trong lại là màu cam và trắng rất bắt mắt. Lúc mới đẻ, vẹt Kier xấu ma chê quỷ hờn, xấu đau lòng chiến sĩ, xấu không còn từ nào để diễn tả được. Chỉ có lớn lên lông mọc dần thì mới đẹp được thôi.
8. Bướm cú đêm. Bướm cú là một loại bướm bướm có ngoại hình y chóc cái tên, giống như lông cú. Bướm cú đêm là loài côn trùng to, khỏe, thường xuất hiện với bộ râu chỉ. Cánh trước thường có các đốm, kín, hơi dài và hẹp hơn so với cánh sau. Hầu hết đôi cánh sau sẽ có màu sáng hơn, nhưng được giấu dưới đôi cánh trước khi chúng nghỉ ngơi. Trông cũng không bắt mắt là mấy như các loại bướm khác. Nhưng ít ra, khi chúng trưởng thành, nhìn vẫn không muốn mù như khi chúng còn ở dạng sâu bướm. Xin mời các bạn cùng thưởng thức vẻ ngoài xấu quỷ xấu yêu của bướm cú đêm. Nhìn một phát là tự vấn lại nhân sinh quan của bản thân luôn ấy. Cái này ai mà mắc hội chứng sợ lỗ hay sợ gai gì đó, đảm bảo là xỉu luôn chứ chẳng chơi. Và đó là 8 loài với hình dạng sơ sinh và lúc trưởng thành khác nhau. Khác đến nỗi mà nhiều lúc mình nghĩ là chúng không cùng một loài cơ. Còn các bạn thì các bạn nghĩ đâu là loài xấu nhất trong mấy loài ở trên? Đừng quên comment ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Và bây giờ thì video cũng đã kết thúc. Các bạn đừng quên like, share, subscribe và ấn chuông cho kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.